Thôi tối chùm ơi, mày chùm ơi, mày tháo đồ ra mày đi ngủ giùm tao đi. Nghĩ sao mấy cái bọc rồi đội nón đi đâu, tính đi bụi giống bà yêu quỳ bữa hẩm cái gì. Mày mà đi lộn dạ ổng cho ông đi thiệt á, chứ không phải giống bà yêu quỳ đâu mà bà năn nỉ rồi ổng cho dài đâu nha. Ổng hầm hè tụi mình rồi đó, ổng nói chuyến này đi là ổng cho đi hết đó, giờ ổng có giữ lại đâu đó nha. Kể tao đi, tao cũng không có thèm dễ nhà này đâu. Nghĩ sao tối ngày lên mạng bốc phốt tao hoài. Trời ơi, làm như tôi càng ngỡ lắm vậy. Tôi gom mấy cái bao từ bên ngoài tôi đi lụm lon. Một ngày tôi cũng kiếm được vài ngàn, tôi mua xúc xích tôi ăn. Mà nhiều khi á, người ta thấy tao dễ thương như vậy nè, người ta về người ta nhận nuôi tao nữa cũng không chừng. Giữa đó hả, bà đuổi. Trời ơi, tao đâu có sợ ổng đâu. Mắc mớ gì phải sợ ổng. Tao nói với mày hết lời rồi, mày nghe không nghe tùy mày. Thế này á, sung sướng hay là cực khổ là do mày, với tao không có quyết định. Còn mày muốn đi á thì mày ra mày nói với bà ấy quỳ một tiếng đi rồi mày đi. Có gì để bà biết đường bà lo cho mày. Má ở nhà mạnh khỏe nha má. Con đi đây. Sau này con có sự nghiệp vững chãi, con về rước má ra ở khỏi cần ở dung già nữa nha má. Con đi đây. Chúc má ngủ ngon. Thức dậy bà ấy quỳ ơi. Thằng Trâm nó đây về kìa, nhanh lên đi. Thức dậy đi ngủ hoài. Và tụi mày nó ai đi? Thằng Trâm nó đi đâu mà đi? Nãy giờ nó trong nhà mà. Trời ơi, nó đi nãy giờ rồi bà nội ơi. Trời ơi, rồi nó đâu rồi? Tụi mày sao không cản nó lại để nó đi vậy? Giờ này phía lắc gọi nó đi ở đâu? Chạy ra ngoài kiếm nó nhanh lên coi, để nó về. Con trai của tao, có gì bình tĩnh bà ơi, quỳ ơi, từ từ kiếm nó. Bây giờ tao không cần biết, tụi mày phải kiếm hút khờ về thôi, tao nhanh lên. Éo quỳ với lóc chào bà con.